Con biết thằng Chí mất ma ở đâu rồi? Ở nghĩa địa chứ ở đâu? Không, trước khi đứt cơ. Nó nói dối vợ là đi đánh bạc, nhưng thật ra lúc đó nó nợ đầm đìa, làm chó thì có chỗ nào chứa. Xong ở Thiên Thần thì cũng sập. Thế nó đi đâu? Chắc chắn thằng đấy có bồ, và nó trốn ở chỗ con đấy. Đó là con bé Mai Anh, cháu họ tôi. Đấy, thấy chưa? Con nói là chỉ có chuẩn. Nhưng chúng nó đã chia tay nhau lâu rồi. Xin lỗi ông, tình cũ không dùng cũng tới. Chắc chắn mấy ngày này là thằng này trốn ở nhà con Mai Anh. Và biết đâu trong lúc ân ái mặn nồng, nó lại phọt ra một cái tên nào đấy thì sao? Không thể có chuyện đó được. Mai Anh là đứa đàng hoàng. Từ khi lấy chồng, nó không cho thằng Chí bén mảng tới nữa. Dù chỉ còn một phần nghìn tia hy vọng, cũng phải thử. Vụ này bố để con. Từ ngày tôi lấy chồng, tôi không gặp gỡ anh ấy nữa. Có vài lần anh ấy rủ rê tôi, nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi chỉ chấp nhận giữa tôi và anh ấy là bạn bè. Không đời nào tôi phản bội chồng tôi. Tôi lấy tin. Cô có dám thề là cô không ngủ với thằng Chí trước ngày nó chết không? Anh không đủ tư cách. Chó này, mày muốn chết à? Mày chửi ai đấy? Mày anh! Không được hỗn với cậu Hải. Mày mà không phải đàn bà mà chết cha mày rồi. Sao? Mày anh, nói thật cho cậu biết, con có gặp thằng Chí không? Nhìn cái mặt đúng là con đàn bà xảo trá rồi. Cậu Hải, cậu cứ để tôi giải quyết vụ này. Bọn cậu không có ý xấu, chỉ muốn tìm ra sự thật kẻ nào đã giết nó. Nếu con còn tình cảm với nó thì hãy nói thật. Anh ấy có ở đây ạ. Thấy chưa? Gái đi giả mồm một cái à? Anh ấy bị truy sát nên mới đến đây. Chứ bọn con không có chuyện gì xảy ra. Cậu phải tin con. Cậu tin con. Cậu biết con là người đàng hoàng. Bất đắc dĩ anh ấy mới đến đây. Nếu chồng con có ở nhà, con cũng bảo anh ấy ở lại. Trong thời gian ở đây, nó có nhắc đến tên ai không? Tất nhiên trừ tên cậu, tên chủ tịch Quân và tên của cậu Hải. Có lần có người gọi điện đến, nhưng anh ấy không dám nghe. Sau đó lẩm bẩm, nghe như là lão bạo chúa. Con ác quỷ trong cơn ác mộng của ông đã cướp đi mọi thứ trên tay ông. Sự nghiệp, người tình, tiền bạc và cũng có thể là cả sự tự do nữa. Rồi sau đó, hắn tước đi mạng sống của ông bằng rất nhiều nhát dao. Tôi nói đúng chứ? Bảo chúa là thằng đếch nào vậy? Một kẻ mà bố cậu cũng phải nể. Ông đùa đấy à? Có kẻ đó thật thì tôi phải biết chứ. Hắn đi tù từ khi cậu còn bé, suốt từ đó đến giờ. Hóa ra là một thằng mãn hạn tù. Lúc bố cậu và tôi mới tập tuệ bước chân vào giang hồ, hắn đã là ông trùm của cái đất này rồi. Hình như tôi đã từng nghe nói tới lão bị chột. Một kẻ hơn cả tuổi ông và tuổi bố tôi. Thế là thành lão khọm già rồi, có đách gì mà phải sợ. Vớ vẩn. Sự đáng sợ của lão ta chính là ở chỗ luôn biết cách khiến người khác coi thường mình.
Tôi nhìn thấy máu ở khắp nơi. Tôi muốn cướp dao đâm lại nó, nhưng không thể. Bọn nó đông quá, mà tôi chỉ có một mình, không chạy được. Chúng nó giữ chặt tay tôi, để cho nó đâm một nhát vào giữa tim tôi. Ông phải gặp con quỷ đấy càng sớm càng tốt. Lần trước tư vấn, tôi đã khuyên ông nên tha thứ, bởi vì tha thứ sẽ hóa giải được tất cả mọi việc. Nhưng việc đấy không phải ai cũng làm được. Có chính xác là hắn không? Chính xác. Tôi đã nhờ bạn bè trong Nam xuống trại Hàm Tân kiểm tra. Quả nhiên, Thế Chột đã được thả trước đây mấy tháng, nhân dịp ân xá. Hắn thụ án chưa được 2/3 thời gian đã được thả. Giỏi. Giỏi lắm. Hắn xứng đáng là sếp của tôi và anh. Kẻ ngạo mạn thì khinh thường hắn, kẻ yếu thì coi hắn là bạn, kẻ nham hiểm thì muốn hắn là đồng minh, còn kẻ mạnh thì lại sợ hắn đánh lén. Đúng là với mỗi loại người, hắn đều có những cách ứng xử riêng. Đúng là bạo chúa được lòng dân. Còn chả hiểu bố nói cái quay gì. Làm gì có bạo chúa được lòng dân. Mà con cũng chả hiểu tại sao bố với Lương Bổng phải sợ cái tên Thế Chột thế nhỉ. Ngay từ ngày bé con đã đách sợ hắn. Hắn cho con kẹo con cần đách thêm lấy. Quay gì. Đúng là ngày ấy con khôn ngoan hơn bây giờ nhiều. Chưa có ai ăn của hắn mà không phải trả lại hắn một thứ gì đó. Qua buổi nói chuyện ngày hôm nay, tôi chỉ thấy ông muốn buồn hơn là muốn cười. Mà tâm lý như vậy thì không thể tha thứ được. Cho nên ông sẽ phải gặp kẻ đã gây ra cơn ác mộng cho ông. Tôi sẽ không gặp lại nó nữa. Ít nhất là trong lúc này. Ông phải gặp trước khi quá muộn. Thế cậu cho rằng giấc mơ có thể giết chết người à? Không. Nhưng con người thì có. Khi trở thành ám ảnh, giấc mơ sẽ đẩy ông đến tội lỗi. Tôi thấy mọi sự đều rất hợp lý. Tôi mới nhận được một thông tin rất chính xác. Kẻ giết Chí Mắt Ma là Phương Sọ. Cái gì? Thằng đần đó mà dám giết người á? Và ta khẳng định hắn sẽ nhận tất cả tội lỗi về mình. Thế Chột có khả năng tẩy não nhồi sọ tất cả những thằng đần như con nói đấy. Kể cả Chí Mắt Ma cũng thế, Phú Trọi cũng vậy. Này, đi đứng làm gì đấy? Không có mắt à? Biến! Già rồi, gần!